Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Call of Duty Mobile nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 500 like ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Call of Duty Mobile. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều cái video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình là channel Mr. Thành bên này để xem thêm những video mới nhất và đăng ký kênh nếu thấy thích nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào, let's go. Hiện tại thì mình đang ở Tân Binh, mình sắp lên Tinh Anh rồi anh em ạ. Và chúng ta có súng mới. Ok, có rất là nhiều bạn đã tặng quà cho mình đây. Thì các bạn ấy bảo là bạn bè hình như là mình đã full rồi. Đây là quà này, đánh dấu đọc hết này. Đấy, nhận được thêm thẻ XP và một cái gì đó mới này. Cái này cũng thế này. Rồi, chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều nhiều quà, nhiều thư. Ui ôi, nhiều quá. Chúng ta có một khẩu súng khá ngon. Khẩu súng này đây, RDP anh em ạ. Sát thương là 65, chuẩn xác là 40, tầm bắn là 50, tốc độ bắn là 65 và cơ động hơi thấp vì đang dùng cái súng này. Nhìn dùng giống kiểu súng máy vậy ta. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục là chơi ở chế độ đó chơi đấu hạng nha anh em. Đây đấu hạng đây. Đấu hạng. Hiện tại là đấu hạng của mình đang ở Tân Binh 5 à. Mình sắp lên được Tinh Anh rồi anh em ạ. Tôi đang cố hết sức để lên Tinh Anh đây. Bắt đầu đây anh em ơi. Mục tiêu của chúng ta là lên Tinh Anh nhá. Đánh lên cấp càng cao, hạng càng cao thì chúng ta sẽ có Tân Binh 5, Tân Binh 4, Tân Binh 4, Tân Binh 5. Hy vọng là chúng ta có thể thắng trận này và có thể lên được khu hồi sinh. À, kinh chưa. Cái này đánh map này đánh kiểu gì đây? Hy vọng đánh được. Yes, lên nào. Wow, quả súng này như kiểu súng máy vậy ta. Đẹp vãi lồng luôn, nhìn xem. Rồi, kinh nhỉ. Súng 51 chăng? Có cả ngầm xịn nha anh em. Bây giờ mình có ngầm xịn rồi. Đây phòng chờ. Đây vẫn phòng chờ anh em ạ. Cho thêm lục đỏ. Nhưng mà thay đạn này cực kỳ lâu. Và nó băng của nó là 100 viên đạn nhé. Hết đạn cái mình sẽ đổi sang súng lục luôn này. Rồi anh em, let's go. Chúng ta cần đi tiến rất là từ từ thôi. Ném quả lựu đạn phát nhỉ. Một bé, ok. Oh, holy shit. Ở đâu vậy? Súng nhắm ạ anh em. Có súng nhắm. Súng nhắm thì khó chơi nhỉ. Thực sự đang rất là khó chơi luôn. Nhưng mà có súng nhắm nhỉ. Làm thế nào đây? 6-7. Canh cái khu kể luôn. Ra là chết, ra là nó có thằng súng nhắm anh em ạ. Khó chịu ghê. Đấy, ra cái là chết, ra cái là nó biết vị trí chúng ta rồi. Làm sao biết được súng nhắm đây? 8-12 rồi. Khó quá nhỉ. Đi hướng nào đây anh em ơi? Đi hướng nào bây giờ? Hay. Một bé. Rồi, hay lắm. Hay đạn thì nó hơi bị lâu, gọi là hơi bị củ chuối. Thì nó đang gọi là tổng tấn công à? Dã man thế. Ok. Mình bắn mắt xa anh em, tầm bắn ngon vãi cả đạn súng này luôn này. Ui, what the fuck. Con lợn. Đùa nhau thật sự luôn. Ngồi xuống anh em ạ, súng này thì sấy. Vãi đạn luôn. Nhắm ở đâu nhỉ? Đây có thằng ở đây anh em ơi.
Hay 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 hay, thay đạn phát. Tôi thay đạn cái anh em. Ui 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 ui. Đằng sau, còn lợn. Ok, mà nó tấn công kinh quá. Mình chưa kịp làm gì luôn ạ. Cay cú thật sự luôn. Mắc xa luôn anh em ơi. Đi, súng này chúng ta có thể ngồi xuống và bắn được đấy. Ui trời ơi mày. Ở ngay cạnh tôi ạ. Trời ơi, lại bị cái thằng lợn đấy nó giết mình. Chơi game này chắc khẩu khẩu nghiệp hơi bị nhiều luôn anh em ạ. Vãi lồng luôn. Enemy shock RC is coming. Một bé, hai bé, hai bé. Yes. Súng này mình thấy ngon mà. Ui, kia. Ui, còn. What the fuck. Có mấy thằng bắn hay thế nhở. Chúng ta gần như không theo kịp của nó luôn ấy. Bó tay chấm com luôn. Một bé này. Mắc xa luôn. What the fuck, cái gì đấy? À, mẹ súng nhầm. Ôi giời, không biết ở đâu luôn. Không nhìn thấy luôn. Ok, lại thằng này, thằng Leo Pass này. Bắn hay quá. Thôi, team nó thắng rồi. Yes, dĩ nhiên là team nó sẽ thắng rồi anh em ạ. Không thể nào mấy được. À, đúng rồi, mình có nhân vật mới anh em. Mình ra mình bắn... mình cố gắng lên cái gì nhỉ? Ui súng máy này. À mình có súng máy này anh em ạ, mình cũng có khẩu này. Bắn mắc xa luôn nhỉ. Vãi đạn luôn. Rồi, chúng ta sẽ nhận nhân vật mới vì mình đăng nhập đủ 7 ngày rồi. Sorry anh em nhá. Và chúng ta quay trở lại cái thằng Leo Pass. Má nó kinh thế nhỉ. Bắn không nhìn thấy chỗ nào luôn. Mình sẽ được tân binh 5. Sắp lên tinh anh 1 rồi. Hôm qua tối qua mình cũng có cày một xíu. Mình hạ được 8 thằng. Và mình cũng không phải nói là quá tệ đâu anh em ạ. Trang bị này. Nhân vật. Không phải cái này. Nhân vật là ở đâu nhỉ? Đây đây đúng không? Hình như nó ở trong cái... mình sẽ lấy ba lô. Ba lô đỏ. Đấy, ba lô đỏ. Nhân vật mình có nhân vật mới như hình như ở trong cái thư gì vậy. Và chúng ta cũng không quá quan trọng đâu. Mình sẽ đấu hạng tiếp tục một trận đấy nha anh em. Với hy vọng là chúng ta sẽ có thể nhất được. Và chúng ta sẽ lên được cái tinh anh. Cũng như là ngon, ngon nghẻ. Tinh anh anh em. Tinh anh nghe có vẻ là cả khá là ghê. Nhưng mà thực ra nó chỉ có hơn tân binh một xíu thôi. Tân binh 4 và tân binh 5 làm dĩ nhiên cũng mình thôi ạ. What the fuck. Hồi sinh. À, cái súng của mình bắn khá ngon đấy. Nhưng mà vấn đề là hơi chậm. Nên có 8 người. Qua cái súng này mình dùng để càn quét. Bắn ngon phết. Cái cửa này khó chịu. Rồi. Ê, sẽ kiểu đi phía sau để hỗ trợ anh em thôi nhé. 4321 lên đường. Let's go. Một bé anh em. Hai. Chỗ nào có nhỉ? Lấy thêm đạn phát. Rồi, lấy thêm đạn. Đằng sau, sau. Ui trời ơi. Dí thẳng vào người mình mà không giết được. Bó tay chấm com cho chúng mày rồi đấy. Ui. What?
súng nhầm 6 năm, khá là cân đấy anh em ạ, không phải là đơn giản đâu. Súng nhầm khá khó bắn. Ấy con bé này anh em ơi, một bé, hai bé, hai. Thay đạn đi ạ. Chỗ này hơi kín nhỉ. Đi lên đây gái, lên tầm cao bắn cho nó sướng. Tội gì. Ngồi xuống. Ui ôi, con mẹ. Khẩu nghiệp. What the fuck? Má nó vừa mới lên đây xong nó 10 rồi. Cay thật. Thế mà còn chết. Nick hiểu bố này đánh kiểu gì luôn. Hai bé. Yes. Khá hợp lý. Chưa đủ. Ở đâu ta? Chỗ này thường sẽ có rất là đông bọn sẽ từ đây này. Hello, chết nhiều thế. Rồi rồi, phát hiện kẻ địch anh em ơi. Cái này là radar anh em ạ, radar phát hiện kẻ địch, khá hay. Nó ở đâu nhỉ? Hướng trên à? Đây đông lắm, ở đây đông lắm. Sắp giao chiến, anh em ơi. Không phải đây, ở chỗ này này. Chỗ này đông kinh khủng luôn, mình sẽ lên đây nhá. 23 rồi. Khá là căng. Hay đạn phát. Ok con dê. Bắn anh. Gọi ấy ra anh em ơi. Nó đâu nhở? Vãi lều. Nó ở đâu ấy? Vực này này. Đông kinh khủng luôn. Mình vẫn đứng ở đây anh em ạ. Xôi. Hai vãi đạn luôn. Bọn này thi nhau lên đây luôn ạ. Con mỡ. Chạy đây thôi. Có một thằng ở trong này này. Thấy không? Mày clear hết rồi, không có cái gì rồi. Tại vì nó sẽ không ra kia nữa. 32 soi 30. Nó bắn lại bắn rồi. 31 soi bom 30 rồi. Mày bắn tao à? Không được đâu cưng ơi. Này thì tên lửa hạ gục vị trí anh em ạ. Tốt. Ok con dê. 37 so với 30. Hay. Thắng trận này gái nhờ. Kiếm quả MVP phát nhờ. Holy shit. Mày biến ra hộ cái. Wow, what the fuck? Thằng cái da chết. Ui. Ngu đến chịu được. 39 rồi 38, mẹ bắn tìm bắn ngu vãi đạn. Mình không ấy được, mình không kéo bọn nó xuống được. Giật tê. Heads up, enemy
Bắn nhéo gì vậy? Đến hỗ trợ anh em ơi. 45 rồi, 45 rồi, 45 rồi, hay quá. Cả súng hữu đột, tốt đấy, tốt đấy, tốt đấy, tốt đấy, tốt đấy, tốt đấy, tốt đấy. Tốt thế nhờ. Bắn 47 so với 41. Rồi, hỗ trợ anh em phát luôn. Đi nào, đi nào, đi nào, đi nào, đi nào. Có thằng chết đây này. Thắng ơi, 50 so với 44 anh em ạ. Wow. Trời, bắn team này bắn hay. Nói chung là để thăng hạng anh em ạ. Thăng hạng nó cũng phải có cái gì đó nó khó khăn đúng không? Nói sau mình sẽ review của khẩu súng này, súng máy này. Súng máy bắn cũng ổn nữa đúng không? Cũng rất là ok luôn. Không có gì là quá là ấy cả. Mua Battle Pass và mở khóa Phantom DLQ33 ấn tinh cùng nhiều vật phẩm khác nữa. Rất là nhiều thứ luôn. Mình được 2351. Ồ, top đầu nè, thấy chưa? MVP. Đừng đùa. Rồi, chúng ta... Rồi, tinh anh 1 ạ. Cầy cuốc cực khổ và đã lên được tinh anh 1 với cấp độ 20. Chúng ta có thêm một số cái kỹ năng méo gì đó cũng chẳng biết được nữa. Phải giết đến được 19 mạng, không được 20 mạng nhờ. 19 mạng là kinh khủng đấy. Rồi, và chúng ta sẽ kêu mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye. Hay quá.